Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với kênh của Rock F2P nha. Và hôm nay đã là ngày mùng 2 Tết rồi. Chúc anh em có một cái Tết ấm no. Bạn nào còn bé thì được lì xì nhiều, còn bạn nào lớn thì được lì xì ít nha anh em. Thì hy vọng các bạn có thể có một năm gọi là tài chính nó kiếm được nhiều tiền hơn, để các bạn có thể chiến lính giống như trong cái cụm KVK của 1960 và 1365 nha anh em. Thật sự luôn thì chưa bao giờ mình thấy có một cái KVK nào mà nó có được cái độ hot lớn như cái cụm KVK của 1960 và 1365. Từ lúc mà mới bắt đầu biết tới cụm KVK này là một này, sau đấy là bắt đồng minh, và cuối cùng là đến giai đoạn pre-KVK, cụm này vẫn rất là hot. Ở đây thì các bạn có thể thấy trên màn hình đó là top cá nhân của cái pre-KVK ở Kingdom 1960. Chúng ta có top 1 hiện tại là GT Mr. Go lên tới là 321 triệu điểm nha. Và với việc đây là cái điểm pre-KVK ấy, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc anh này anh đã luyện đó là 16 triệu lính T5 nha mọi người. Tức là úp 160 triệu pound chỉ trong cái giai đoạn pre-KVK mà thôi. Mà thực ra quà pre-KVK đấy nó cũng không thật sự gọi là quá ngon giống như thiên đỉnh đâu. Các bạn sẽ được là 60 cái trọng vàng, 15 cái nguyên liệu cam thì phải. Nghĩ lại nó ngon phết anh em. Tuy nhiên thì cái số lượng pound bỏ ra rất là lớn nha. Tuy nhiên nếu mà nói về cá nhân úp pound, các bạn sẽ thấy là ở dưới Mimi chúng ta có tới là 2 nick úp. Một nick là 234, một nick là 233. Như vậy tổng hai nick này cũng đã là gần 470 triệu rồi. Nó 470 triệu có nghĩa là bot Mimi cũng đã úp tới khoảng hơn 200 triệu pound ở trên tổng của hai nick. Và hiện tại cả hai nick này của Mimi đều đã lên 1 tỷ pound anh em. Và đây sẽ là hai cái nick thứ 3 và thứ 4 sau Maverick 33 cũng như là Yoda 888 đã úp lên 1 tỷ pound trong game. Và đây sở hữu tới hai nick các bạn. Top 4 chúng ta có là Amat Azil, một bot rất nổi tiếng của Kingdom 1412. Gần đây nếu mà anh em chưa biết hoặc anh em mà hay theo dõi kênh của mình thì các bạn cũng biết rằng là 1412 đã sát nhập với 1960. Đó chưa bay về hết nhưng nó bay về khá là nhiều bot lớn rồi. Và Amat Azil có thể hiện cực kỳ chất nha anh em. Úp 202 triệu điểm pre-KVK tương ứng với khoảng 100 triệu pound các bạn. Và top 5 chúng ta có đây, mình không biết tên tiếng Trung này nghĩa là gì, nhưng mà avatar thì hơi giống ở bot Leopard, không biết là có phải là do bot Leopard đã đổi tên từ tiếng Anh sang tiếng Trung hay không. Và hiện tại đang là 202 triệu điểm pre-KVK tương ứng với là úp 101 triệu pound ở giai đoạn pre-KVK này nha anh em. Rất là kinh khủng luôn. Đây là tổng pound của cái giai đoạn pre-KVK. Chúng ta thấy là 1960 chúng ta có tới là 6 tỷ điểm. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp các bạn. Các bạn nhìn thấy 1 tỷ điểm ở giai đoạn pre-KVK đã rất là lớn rồi. Ở đây thì lên tới là 6 tỷ điểm. Top 2, 1365 là 5 tỷ 3. Và top 3, 4, 5 gần như là bỏ cuộc chơi anh em ạ. Đó, các bạn thấy là khoảng cách cực kỳ lớn. Chỉ có 1365 và 1960 đang là hai cái đối trọng lớn nhất của hai cái phe đồng minh ở trong cái cụm KVK này. Đó, 1175 tuy rằng có Mimi trên rất là nhiều nhưng mà cũng chỉ đạt có top 4 thôi anh em. Quan trọng nhất vẫn là top 1 thôi. Cộng 3% mọi sát thương rất là ngon. Ở đây chúng ta có một cái hình về cái nick Mr. Go, cái nick mà vừa luyện đó chính là 160 triệu pound ở cái đoạn pre-KVK. Anh em có thể thấy là sau khi đã luyện lính xong, một số lượng lính rất là lớn, thì anh này vẫn đang còn tới là 17 tỷ 8 lúa, 19 tỷ 3 gỗ, 15 tỷ 9 đá và 18 tỷ 4 vàng các bạn. Nhắc đến vàng, hiện tại cái nick của mình có hai mấy triệu rồi anh em ơi. Tết nhất tôi lười chuyển quá. Và anh này đang thủ nhà bằng Zatuiga Jisun Shin. Rất chất lượng nha. Mình thật sự mình cũng không nhớ cái tên nick này trước có nổi tiếng hay không, mà nghe rất là lạ các bạn. Kinh khủng, tổng số red này nó phải rơi vào tầm 70 gần 80 tỷ red. Quá kinh các bạn. Bao giờ tiêu hết cái đống red này anh em. Tiếp tục ở đây thì chúng ta có thêm một cái hình chế với cụm KVK này. Đó là 1960 đang là một cái cô gái ngồi trên ghế sofa. Ở xung quanh thì có kiểu 5 ông da đen. Tôi không hiểu tại sao Mimi là một cô gái mà ghép vào hình ông da đen thế này. Không biết là năm ông này định có ý đồ gì nhưng mà tôi trông rất là mờ ám các bạn. Cũng có thể 1960 chưa chắc đã thua KVK này đâu, nhưng mà lúc đầu người ta khịa Kingdom này quá kinh anh em, đang khịa rất là gắt luôn đấy. Đây trên màn hình các bạn đang có là chia map KVK này, thì ở 1960 sẽ ở cái góc dưới của bên trái, mình sẽ gọi lóc 7 giờ đi, thì ngay đèo 4 thôi. 1960 sẽ gặp 2381 và 2199. Thì hôm trước nếu mà anh em đã xem cái video mình review những cái Kingdom ở trong cụm KVK này ấy, thì thật sự là 2381, 2199 chắc không có cửa nào đánh 1960 luôn. Đấy, tuy nhiên thì có thể là khi mở những cái đèo sau thì 1365 cũng sẽ đụng độ với 1960 rất là sớm. Khi mà mở zone 5 thì họ sẽ đánh nhau ở chỗ này.
Đó, đây sẽ là một cái gọi tiết mục chính của kỳ KVK này luôn đấy, bởi vì người ta đã rất là trông chờ 1960 gặp một cái Kingdom mạnh như là 1365 rồi, một Kingdom kiểu vừa mạnh mà vừa đông dân nữa. Tại vì 1960 thì luôn có một cái điểm yếu, đó chính là số lượng của người chơi của họ thấp hơn so với những Kingdom khác. Chỉ khác một điều đó là họ có rất là nhiều những người chơi nạp tiền nhiều, những Super Bot. Chúng ta sẽ cùng xem đó là liệu số lượng hay là chất lượng sẽ giành chiến thắng ở trong cái zone năm này nha anh em. Cái này thì mình chưa chắc là khi nào mở nữa, nhưng có lẽ phải tầm 2 tuần đến 20 ngày nữa các bạn. Ok, như vậy mình vừa cập nhật cho anh em xem xong về cái tin tức mới nhất cụm pre-KVK 1960 anh em. Bây giờ mình sẽ cho quân đi du lịch một tí, không biết là anh em vũ trang với điều động như nào rồi, chứ tôi thì đen lắm các bạn. Ở đây thì mình có quan vũ, hạng vũ, tôi cho còn làn lót đi, nhiều khi tướng xanh đi lại ra vũ trang cam anh em. Ok, phát đầu tiên là thấy mượt mà này. Ra cái này là biết chắc chắn mình sẽ có thể có được vũ trang tím hoặc là vũ trang cam. Ok. Ok. Wow. Làm giàu. Ui. Tăng tốc độ thu gom vàng ạ. Cái này nó mà là cái gì ấy, tăng tài nguyên nhận được là ngon rồi anh em. Khá lỏ nha. Có minh văn luôn. Wow. Best vũ trang cho quân bao vây các bạn. Vãi nồi. Ồ, hai dòng bộ binh này. Đội hình chữ nhất ạ, vãi trưởng. Ua. Hai dòng quân bao vây. Đi đấy, nạp thêm quân, thu gom vàng, vãi trưởng thật. Tiếp tục là nạp thêm quân ạ. Ồ, ồ. Không biết các bạn đi du lịch có được nhiều vũ trang cam chưa, nhưng mà cái vũ trang cam mình có nhận được một cái rồi. Từ cái đi du lịch cũng khá là bất ngờ anh em. Chỉ số nó cũng lỏ như mấy cái khác thôi, chứ thực ra nó chả ngon hơn tí nào. Ok. Vừa nói xong vũ trang cam luôn. Ôi nhưng mà hơi lỏ. Sức mạnh cung thủ 1,9, tấn công kỵ binh 1,6, đội hình vòm cũng được nha anh em. Như vậy đây là cái vũ trang cam thứ hai từ đi du lịch của mình rồi. Thực ra sức mạnh cung thủ mình giá khá là cao, và đội hình vòm cũng là một cái đội hình mình nghĩ là chúng ta có thể sử dụng được. Tăng sát thương và tấn công thường ở 5%, tăng cả tấn công cả phản công luôn. Ua. Có vẻ nha anh em, có vẻ là cho cái con tướng Lam đi nó ra đồ ngon hơn đấy. Khá là tốt các bạn. Được. Lần sau mình sẽ tiếp tục cho tướng Lam đi các bạn. Ui. Ui, ba dòng. Chứng nhận hiền nhân ngon. Ua. Ua. Ngon thật sự anh em, ngon thật chứ không ngon đùa nữa các bạn. Xem có lên được cấp không nào. Hiện tại thì cái chính phủ viện của mình mới cấp 14 anh em. Đây, còn thiếu 11 quyển sách nữa. Nhưng mà tôi cũng không nâng đâu anh em ạ. Tôi cứ từ từ thôi, nâng lên nó cũng thế à. Ok anh em, như vậy là video ngày hôm nay của mình đến đây kết thúc rồi. Hy vọng các bạn có những cái giây phút giải trí thật là vui vẻ bên tựa game Rise Kingdom vào những ngày Tết này nha anh em. Và cũng chúc anh em tiếp tục gọi là ăn Tết vui vẻ trong cái đợt Tết Xuân Quý Mão 2023. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.